Hà Nội chuyển lạnh cái thì Puta đã có gấu ở trên tay. Đấy, nói gì là hiểu theo đúng nghĩa đen luôn. Xin chào mọi người, lại là Puta ăn gì đây? Thế luôn, mấy tháng rồi mình chưa trải nghiệm lại cái niềm vui của việc ngồi ăn quán vỉa hè mà trời xanh nắng vàng như này. Má không đi ăn bún chả thì lại quá ư là phí. Ê, nhưng mà không ngờ một giờ mới đi ăn trưa mà mọi người vẫn ngồi ăn đông xỉu luôn. Ăn bún chả là cứ phải gấp thêm tí tỏi ớt cho nó thơm nồng dậy vị. Vẫn là một bát 35 cành. Mình gọi cả chả viên và chả miếng, cắn một miếng thịt viên nó mềm mà gia vị được nêm nếm vừa phải. Quá ư là ưng cái bụng. Nhưng mà ăn thịt không thì sao được, phải gấp thêm bún chứ. Úi, lá một miếng cả bún cả thịt. Rồi không quên thêm tí rau sầu. Cùng cái cảm giác ngồi vỉa hè mấy tháng rồi mới có lại được. Ta nói nó phê thật sự ạ. Cơ mà quán này ở gần khu phố Huế, chỗ đoạn giao Lê Ngọc Hân với lò đúc hay sao ấy. Ê, tại mình không nhớ rõ địa chỉ quán này lắm. Ta-da, ấm cái bụng rồi. Thì mình với 500 anh em lại đi lượn đồ một xíu cho nó đỡ no ấy mà. Mà chả hiểu sao mỗi lần chuyển mùa lá lại thấy không có gì để mặc cả. Khó hiểu thật sự luôn ý. Cơ mà chiều nay thì chưa múc được nhiều lắm, tại vì rảnh cái là mình phải đi độ lại bộ neo ngay. Ê ôi, mình thích cái cảm giác người ta nhặt ra rồi sửa móng cho mình cực kỳ. Nhưng mà tại là bình thường mấy cái làm đẹp của con gái tốn thời gian lắm, từ làm tóc đến làm nail cứ phải tính bằng tiếng lận. Nên là hôm nào rảnh thật rảnh mình mới tranh thủ được thôi. Ta-da, trắng thì trắng nhưng mà cứ phải gắn thêm em gấu cho xinh. Hê, xinh thì xinh nhưng mà khát là không có chịu được. Thế là bọn mình lại đến quán quen làm ngay một ly trà nhài sữa tươi cho nó giải khát ngay. Cái vị thơm của hương nhài má xếp thứ hai thì không ai là chủ nhật trong lòng mình luôn. Xong rồi chả hiểu sao bạn mình lại giới thiệu cái shop len này rẻ quá là rẻ. Thế là mình lại phải đi kiểm chứng xem sao. Thì là mình múc thử em mocha gray với múc thêm nước ngâm và nước rửa mát. Ai ngờ nó rẻ thật sự ạ. Đấy, mới đi được một xíu mà cái bụng nó lại đói côn ca. Thế là bọn mình lại auto ngã vào ngay con bánh tôm bà Lộc ở Phạm Ngọc Thạch nha. Ê ôi, bánh tôm thì được chiên giòn tan, rồi là cuốn cùng rau sống này, thêm một ít nộm là không hề bị ngấy, rồi là cuộn thêm cùng một ít bún. Úi, phải cuộn thật chặt tay lại nha. Đấy đấy, rồi là chấm đẫm vào cái bát nước chấm cay cay ngon ngon. Cơ mà kể ra cái nước chấm ở đây đỉnh thật sự, kiểu nó hơi keo keo lại còn có cái vị chua chua cay cay ngọt ngọt hòa quyện không lẫn vào đâu được. Em này sinh ra đúng là để chấm đồ chiên rán, cứ đảm bảo là đưa miệng mà không bao giờ ngấy. Mà ăn bánh tôm thôi thì chưa có được, ném lụi như này mà lại không ăn thì lại quá ư là phí. Mà kể ra quán này tuy đông nhưng mà trông vẫn sạch sẽ phết. Cứ rau nem đầy đủ như này thì cả chục cái thì cứ phải gọi là bay nhanh trong một nước nhạc luôn.